Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leicester và câu lạc bộ Nottingham. Đây là trận đấu thuộc vòng 9 giải ngoại hạng Anh và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 26 tháng 10 và theo đánh giá hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng, mức kèo cũng có thể tăng 0.25 và tăng lên nữa là 0.5, đó là mức kèo phụ do Nottingham sẽ chấp Leicester, mức tài xỉu là 2.5, 2.75 và 2.25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về các kèo bóng khác trong nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Leicester và Nottingham thì Leicester thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Nottingham. 5 trận thi đấu gần nhất của Leicester thì Leicester thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Nottingham, Nottingham thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Nottingham mức kèo đồng nha. Vì sao? Mặc dù trận này Nottingham phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại, Nottingham cũng không thua kém gì Leicester đâu. Thứ hai nữa thì chọn mức kèo đồng đi. Nếu như hai đội mà có một kết quả hòa thì chúng ta chọn Nottingham, chúng ta cũng không thua kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây ấy, thì mặc dù là cái phong độ của hai đội nó cũng đang rất cân bằng, nhưng mà cái thành tích đối đầu của Nottingham trước Leicester thì Nottingham vẫn đang vượt trội hơn. Những lần mà đến làm khách trên sân của Leicester trước đây, đa phần là Nottingham có điểm mang về. Ở lượt trận này tiếp tục đến làm khách với lực lượng hầu như là đầy đủ nhất thì biết đâu một lần nữa Nottingham họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước Leicester thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Nottingham mức kèo đồng, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2.5, 2.75 và 2.25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần là có từ 3 bàn trở lên. Cái phong độ ghi bàn của Leicester lẫn Nottingham nó cũng đang rất đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là 2-1 nghiêng về cho Nottingham hoặc 3-2. Bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1, mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là một trái. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì đội chủ nhà. Và lối đá khó chịu của mình thì có thể là Nottingham họ sẽ chắc chịu cơ hội. Và dự đoán hiệp 1 Nottingham sẽ có được 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Nottingham nha. Và canh tài còn từ một trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Nottingham và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.